trên tivi á thì thấy là nó lắc quá, nó rung quá, nó nhanh nữa rồi không có được. Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài một vòng để mình vẽ đo cải. Một tay thì cũng khó là tại vì mình cần phải lấy cái kéo cắt á, hai tay lấy kéo cắt này mới tốt với cây, chứ mình giật giật cái cỡ này thì cây nó cũng bị đậm cái rễ. Thôi thì bây giờ mình làm thật chậm nha. Bây giờ chẳng sẵn đây mình cũng lấy con cái hộp giống luôn, nhiều quá, bên kia nguyên một chậu luôn. Đây nữa em cắt bớt, em đâu có ngắt được, nó dai nhất á, cứng nữa không được, cắt một kéo rồi. Hay là bây giờ mình chỉ quay cho coi vậy thôi ta, rồi chừng nào mình có hai tay thì mình mới lấy cái hạt giống được. Nên mình cắt vậy nè, ở trong đây nè nó có hạt giống màu đen giống vậy nè. Cái này rất là tốt, cái này là cái hột rau quế đó, rau quế ăn phở đó, ăn phở ăn bò kho đó, rất là thơm, là ngon đó. Hột nó màu đen đâu rồi, đây hột này làm giống đó ha. Mình đi mua ngoài tiệm cũng được nhưng mà nó hơi lâu, vì mình có sẵn ở nhà thì mình cứ làm cái hộp giống nè ha. Nè, wow, đó nó là vậy đó. Ok, chứ mình có hai tay thì mình sẽ cắt lấy hộp giống của cái đám này. Cà ớt của mình hôm nay được lớn rồi, tại vì mình cũng nói nhiều lần lắm rồi, khi mà mình trồng nó đầy đủ đất á, phân á, thì nó sẽ tốt lắm, bự lắm. Cái này mình trồng chung chơi cho vui á, mình đã nó nhỏ xíu hả. Mấy bữa rày á bỏ quên cái selfie stick ở đâu không biết nữa, thành ra cầm cái máy run tay quá, không biết cái cây selfie stick của mình đâu ha. Mình đi vòng vòng chỉ cần ngắm cây thôi à, cũng vui rồi. Cái cây hôm trước cái bông đây nè, mấy bữa trời lũ lụt ở Sydney nó bị tróc gốc, nó chết queo, xong rồi tính để chờ coi nó có sống lại không thì nó không sống, rồi sau ngày hôm qua quyết định nhổ luôn, lấy cầm kéo lên cái một chóc cái rễ ra luôn rồi. Cho nên bây giờ sẵn đây nó có nhiều ánh sáng, cây có đây tươi tốt dễ sợ. Chứ cốc trước thì có cái cây đó che này, cây nè, ớt nữa nè, thích quá. Bây giờ muốn trồng cái gì mà nó xanh tươi hả? Bông cũng được, rau cải cũng được, cây trái cũng được, chỉ cần mình chăm sóc cho nó xanh tươi thì mình vui rồi. Đây có cái bông nhiều rồi nè, mà cũng ngộ ghê, khi mình trồng cây mình mới để ý cái nào nó ở vị trí tốt thì nó sẽ rất là tốt nè. Hai cây này cùng một lượt nè, mà có bên kia nó đẹp kìa, nó lùng xịt nhỏ xíu bên kia kìa, này nó bị án á, án ánh sáng á, nó thấy không, đâu bằng cái này đâu, nó vượt con cao lớp 2 luôn. Rồi đây nè, hôm đó mình dọn đất mình mới thấy, hôm đó dọn đất mới thấy một án tùm lum hết trơn, bây giờ mới thấy nó có cái ớt nè, giờ ra cho ớt nhỏ xíu luôn chứ. Giờ năm nay mình nhà mình có nhiều ớt rồi đó. Đây là bạc hà nữa, bạc hà cái này phải nói là nó thuộc về chuyện đời xưa luôn, lâu thật lâu rồi á, khoảng chừng 6 năm trước luôn, trồng một cái bụi bạc hà ở đây rồi sau đó nó chết queo đâu hay đâu, bây giờ tự nhiên lại mọc trở lại tùm lum hết nè, một cây nè, một cây bụi luôn nè, đây nè. Thì cái này, những cái này như vậy á, mình chỉ cần thêm phân, thêm đất vô là nó sẽ phát lên liền. Đó, đồ nhà bếp dục ra đó. Nhìn á thì không được đẹp là tại vì thật sự cái làm vườn thì nó không có thẩm mỹ đâu. Khi người ta quay lên phim, lên hình thì thấy đẹp vậy thôi. Nhưng mà nếu mình quay thực tế á, thì nó không có lộng lẫy như vậy đâu. Những cái lộng lẫy là những cái vậy nè, đó, quay vậy nè, lộng lẫy nè, đó. Nhưng mà tới rồi dưới gốc á, làm bón phân nè, nó đâu có đẹp đâu. Thành ra thì cái của mình là cái video nhà chơi thôi, thì ra mình quay thật là sát với cái thực tế, vừa có đẹp vừa có xấu. Cái này á
mình chủ yếu là trồng trong chậu, rồi mình sẽ đổ phân làm sao cho tốt tươi ngoài cái chậu này thì cái ớt của mình nó sẽ tốt. À, cái này là cái đậu đó, thấy không, nó nằm chung trong cái thùng có phân, nó tốt dễ sợ luôn, thấy không. À, bên kia, à cái đó là cái lít á, cái lít nhìn giống cái hành quá ha. Nó vô cái máy là gần chứ nhưng mà nó rung tay. Cái lít nè, cái lít này ở trong siêu thị bán thiếu gì mà phải là người Tây mới biết ăn nha, tại vì nhà nhỏ con gái nó ăn đồ Tây á, cho nên thỉnh thoảng nó cũng ăn lít, mà thấy lít cũng dễ trồng. Thôi thì mình mua đại một cây về mình trồng chơi cho vui. Bởi vì cái vườn của mình nó được nhiều loại vậy đó mà. Nhiều loại theo kiểu là đa chủng tộc. Ok, nói chơi thôi mà. Ok, bây giờ mình đi một vòng nữa nha. Mới có chút xíu mà nói mấy phút rồi đó. Đây là cây cà này, đáng lẽ mình cũng bỏ đi chứ đâu có cần phải gì. Nhưng mà mình thấy nó chưa chết, mình ra mình vẫn cứu nó, mình kéo nó lên đây mình bán nó vô đó. Rồi, không thể thiếu sót được là cái cây bông hồng mini của mình. Mini này của mình nó cũng phải sống sót theo mình cũng một khoảng thời gian lâu rồi. Cứ tưởng là nó bị án, nó chết chứ. Nhưng mà nó mỗi lần nó ra bông thì thôi, đẹp phải nói luôn. Đây nè, đẹp quá. Chiếu lên trên phim á, thì tưởng là đã là bông bự ha, nhưng thật ra nó nhỏ xíu 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 à. Nó chỉ khoảng chừng một răng rưỡi à. Nó gọi là mini á, mini rose, bông hồng nhỏ. Khi nó nhỏ bự ra thì nó không còn đẹp nữa đâu. Nó chỉ búp búp như vậy thì nó đẹp nè. Búp búp như vậy đó. Cây này ngoài tiệm bán khoảng chừng 7 đồng, khoảng chừng đó. Nhưng mà khi nó sale thì rất là rẻ. Mua cây thì cũng không gấp gì. Ở xứ này mà những người mà buôn bán lớn họ rất là giàu, cỡ như bên này á, họ dục ra, khi mà họ bán không kịp á, họ dục ra, giống như rác luôn đó. Thì lúc đó mình mua, chứ không phải giống như người Việt Nam của mình phải cực khổ bao nhiêu năm rồi mới bán được bông hoa, thì mình cũng không có nên mua đồ sale, thì mình nên mua đồ giá người ta bán. Còn ở xứ này khác, những người chủ lớn á, họ giàu lắm luôn, cho nên không sao. Cái chuyện mà mình mua sale ở đây rất là bình thường, bởi vì họ bán đại hạ giá thường xuyên, rất là thường xuyên. Nếu mà mình mua cái gì cũng là giá full price, là cái giá bán của nó, thì chắc là tốn kém lắm. Mà cái phần này á, chỉ là việc nhà chơi thôi, chứ không có phải là cái phần để làm ăn kiếm ra tiền, cho nên không có được xài phung phí. Okay. Cái đó là mình nghĩ như vậy, còn những người khác nghĩ sao thì không biết. Ok, bây giờ là cũng 8 phút mấy rồi ha. Rồi sửa soạn hết cái đám này, đám bé tí hon này, hết một ngày. Ồ, có những cây nó già cú luôn, công nhận thế này, theo mình biết bao nhiêu năm. Thế nè, bây giờ nó mọc thành vậy là mắc cười không? Hồi đó nó bự chảng, nó mọc biết sao còn có chút xíu vậy. Teo hết rồi. Ô, cây này cũng dễ thương nè. Cây này bây giờ mình dễ trồng quá. Ui, nhiều quá à. Từ từ nói đi. Trồng sen nữa. Có trồng sen nữa. Bây giờ mình đang coi xà lách. Xà lách của mình gieo chỗ này chỗ kia, mà nhờ mấy bữa nay mưa đó, mưa dầm đó, mọc quá trời. Quá trời luôn, mọc nè. Đây nè, tí nè, là nó đó. Là là nè, đây nè. Đó. Quá trời. Tại vì nhà hay ăn món cuốn quá, xà lách hoài luôn. Đó, đây nè, coi nè, nhí bắt đầu mọc ha. Đây nè. Cái con á. Đâu nữa. Chỗ này thì hơi ít đó. Cái thùng mà xà lách ăn còn có nhiều. Bông này cũng đẹp quá chứ nè. Giống như bông cỏ vậy ha. Đây nè,
bông lên thì cũng đẹp đó chứ. Không biết mình share cái video mình lên mình nói chuyện vậy tốt hơn hay là mình im ru ta? Có nhiều cái mình thử mình làm thinh không nói vậy đó, nhưng mà nếu như mình nói mình giải thích cái này kia thì cà đó trồng theo cái kiểu mà chậu trên chậu không mà nó lắm vậy. Đặng mình bỏ, mình tập trung mình bỏ phân vô cái chậu nhỏ của nó đó, chứ lúc trước mình không có làm gì nó chết quậy hết trơn. Bây giờ mình thử theo cái kiểu là cái phương pháp là chậu trong chậu đi, là chậu nhỏ trong cái chậu bự thì dinh dưỡng gì vậy mình cũng để vô đây, xong rồi nó một phần nó cũng hút cái hơi ẩm nước từ dưới, rồi côn trùng nó đi lên đi xuống đi lên đi xuống từ cái chậu này với cái chậu này á, thì nó làm cho cái chậu của mình được tốt đó. Mình năm nay là cái năm đầu tiên là cái người bạn cho một đống cây con ở trong một cái chậu vậy nè, ngư hết trơn cây con không thì mình chiết ra được bao nhiêu thì mình chiết. Thì xong rồi á, mình thấy nó lạ quá ta. Cố tình gắn nín không có được ho, trong lúc mình quay phim mà cứ ho hoài. Đây là cái cà coi vậy á, muốn bứng nó ra khỏi cái chậu này hết sức mà nó cứ cho trái hoài thành ra phải trả xin lỗi nha, lỡ đang làm video rồi không bỏ được ha, xin lỗi, rất là xin lỗi, đang làm mà ho thiệt tình để ý rồi á, không có lần nào mà cầm cái video mà mười mấy phút mà không ho đó. Cho nên á hả, chỉ mấy phút là lo tắt rồi đó, ho thêm nó quay thêm nữa mắc ho vậy. Ok, cái này á nó ra tốt thì mình cứ để. Mình đang đi coi lại cái trà cho nghề nghiệp của mình mấy thước đây sao vậy. Ủa đó, thấy chưa, cũng lấy được cái dinh dưỡng từ trong cái thùng này rồi cho trái luôn nữa chứ. Đây nè, nó thích ha. Mà hay ghê á, cái cà này để ý nó có một cái ngấn ở chỗ này nè, nó có cái ngấn ở chỗ này nè, rất là dễ để mình bẻ ngược qua một cái là được liền à, ngộ ghê á. Cái đó là những cái mà thiên nhiên tự nhiên quá à. Nó ngộ thiệt á, sao mà nó có cái cuốn luôn á, muốn tay làm giường bị dính dơ đó, vậy đó, hay chứ. Thiên nhiên tự nhiên chuẩn bị tính toán sẵn cho mình luôn, ngay cái cuốn nó có cái khía để mà mình bẻ quặt ra một cái là mình được trái. Ôi, mình máng vào đây luôn là tại vì nó dài quá không biết đường đâu rồi nữa đó. Ở đây có cây sen tươi tốt ghê luôn đó. Nhưng mà cái thùng này chắc có lẽ là nó nhỏ cho nó nè, cho nên cái lá nó chỉ được vậy thôi nè. Rồi nè, nó bám cái rễ cứng, thật là cứng ở dưới này. Yeah, mê sen quá. Nhưng mà chưa bao giờ được nhìn thấy cái bông sen nở từ tay của mình trồng á, chưa bao giờ đâu á. Nhưng mà cái năm nay mình trồng được cái sen mà nó mọc dược lên ở trong chậu như vậy là kêu là giỏi nhất từ trước tới nay luôn. Chưa bao giờ mình trồng được như vậy luôn. Thì lúc nó vừa cái là con chim nó lại nó phá đó, nó tắm á, nó nhảy vô cái bồn nó tắm, nó rỉ á, mấy cái lá rồi nè, chết quay luôn. Cho nên trồng đi trồng lại, cố gắng quyết tâm làm thử. Mà hả, khoái là làm từ cái hạt nữa, chứ không phải là nghe nói là ở đây người ta mua như một cây cũng 40-50 đồng gì á, mà mình cũng không biết ở đâu bán như vậy. Thử từ cái hạt coi làm sao đó. Thì bây giờ mình thấy là nó được đó. cái này ngày nắng, những cái ngày nắng nó bị hư đó. Có cần phải lấy ra không hay là cho nó chết xuống ở thành phân cũng không biết, chắc cho thành phân đi ha. Thích quá cây nè, wow, cây nhỏ cây lớn gì nằm chung một chỗ. Mình bữa hổm trồng nhớ rõ ràng là hai giống đó, giống thì nhỏ xíu luôn, mini luôn, giống thì tương đối bự hơn một chút. Thì bây giờ mình thấy nó mọc thì mình biết rồi ha, cái giống nhỏ xíu mini như đồng tiền vậy đó, bằng cái đồng tiền thôi à. Dạ, cái giống lá hơi lớn nè,
hy vọng là mọi người có thể nhìn thấy cái sen của mình á, cái sen của mình trồng từ hạt đây. Đó thấy chưa, đó cái sen bự, bữa nay mình mới có dịp dọn dẹp nó nè, tại mấy bữa trước mình ngồi đây hay bị mũi cho nên không có lợi. Đó đây là sen đồng tiền luôn nha, xíu luôn nha, xíu luôn nè, cây nè, lá cái bị lớn á, cái này nó bự hơn ha. Rồi để coi cái, chờ coi cái khi mà nó có bông ra, bông qua cho mình coi cái sao. Cái đó là giống như cái phần thưởng vậy đó mà. Khi mà mình đã cố gắng hết sức của mình thì mình sẽ gặt hái được phần quà. Phần quà của thiên nhiên. Ok. Đây là những cái hộp giống nè, rất là dễ trồng. Cái bông này mà rớt xuống một cái á, là sẽ mọc tiếp nữa. Cái nè, mọc ngừ hết trơn. Bây giờ thành đất, đất lý do sao mình phải trồng trong chậu là vậy. Cái bông này nó lan tràn dữ lắm, không có muốn cho nó nhiều, cho nó cái chậu màu. Bây giờ cái nè, dụng có trồng cây này. Ừ ha, mình có cây này, mình nghĩ là cây lựu á, tại một hai lần mình có ăn bỏ hộp lựu, cho nên biết ai có biết không, nói cho mình biết dùng đi, cái cây này có phải cây lựu không vậy? Nếu không phải thì là cây cỏ thì mình bỏ, còn nếu là cây lựu thì mình gắn trồng, gắn trồng cho nó có cái này có kia. Là cây lê. Wow, cây lê hôm nay được lớn này, từ hạt luôn á. Trong mấy cái video trước, nếu người nào có coi thấy thì biết là cây này mình đã trồng từ cây hạt, cây lê mà ở nhà mua về ăn rồi cái ăn không có kịp để trong tủ lạnh, cái nó mọc, cái là đem đi ra cái nó hư, nó bị mềm á, bị mềm mà là lê mà mềm thì đâu ăn ở đây, lê khi đây thì chỉ ăn lúc giòn thôi. Xong cái mình thấy vậy á, mình mới đem đi bỏ xuống đất, học theo cách trồng cây bằng từ hạt á, bỏ trong phân rồi lấy cái đồ đại lợi cho nó đủ nhiệt độ, cái giờ nó mọc được bao lớn. Wow, cái này vậy bữa nay sẵn vậy, bữa nay coi chăm sóc nó một chút luôn. Mấy bữa rồi nó bị mấy cây này chen chút nó quá trời, thấy không? Đó, cái này là cũng là gieo nè, mà không biết luôn, không biết là cái gì. Cam chanh thì chắc chắn không làm rồi, tại vì nhà có chanh nhiều rồi. Quýt, cái này có thể là quýt, bưởi hay là cam, ba cái thứ đó thôi, không biết phân biệt. Chanh thì nhà có nhiều rồi, có trồng rồi, có trồng một cây chanh khổng lồ ở phía sau đó, trái nhóc á, bây giờ ăn không hết, không năm nào ăn hết á. Cái này cái gì ta, cái này cái rau hay là cây cỏ vậy ta, cái cỏ dục bỏ à? Từ từ sẽ đốn bỏ cái bụi chuối này, tại vì bụi chuối này nó không cần nữa, mình để đây mình trồng cái đồ khác. Đó, trồng được cây lê rất là mừng, trời cái này có kia với người ta ha. Cây đó, cây lê từ hạt mà được bao nhiêu đây, hay là có mấy cây luôn kìa, lấy một vài cây làm cây kiểng chơi. Ok, đó cái ớt bên này khuất nhổ hết mấy cây đủ ra, cái là tươi tốt quá, có trái luôn, có bông luôn. Wow, đầm tỉa cái nhánh mới luôn, thấy không? Còn cái cây này vẫn bị đè ha, chưa lên được ha, chờ cho mấy cây này chết mới được ha. Lên đây nè, trồng cái này đúng là phải học hỏi, thiếu kinh nghiệm dễ sợ, lúc đó tỉa xác quá, tỉa nặng quá đến nỗi không lên nổi luôn, không lên ở năm nay. Chứ cây này đẹp lắm, cây này có rất là nhiều trái. Cái cây blueberry của mình phải lo thêm phân nữa nè. Cái này lấn áp hai cây ớt của mình quá rồi. Đây cây ớt của mình bị chen vậy đâu có được. Đây là đó, cái cây lê của mình coi nè. Ui già khú rồi nè, thành bonsai thiệt rồi nè.
qua cây này nó nổi thì nó quằn thành cái cần cong vòng nó chết luôn. Bây giờ phải làm mới được rồi, phải lo mới được rồi. Năm nay đó trồng ớt, bây giờ phải lo bỏ phân nữa nè, thiếu nữa rồi, thiếu phân nữa rồi. Cái già cái hôm trước cái già đi thì bị rợ, ở nhà ăn ít thật là ít, phải công nhận nhà mình ăn ít quá. Rồi cái già trồng trồng đã đời đem vô ăn ăn không hết, xong cái đem ra đây để đây làm phân. Trời ơi, cái hột từ trong trái bí nó ra nó mọc cùng hết trơn luôn kìa, phải nhổ bỏ. Mình hả mắc cười lắm, đi hỏi người này người kia hỏi có trồng không, có trồng không, chưa. Ai cũng nói thôi làm vườn chứ cực, cười quá. Sorry, nãy giờ cầm cái máy mà quên kê cái chỗ đẹp. Kê kê xuống dưới hoài, thấy đất thấy phân, phân trồng cây nó có đẹp gì đâu. Nè đó, nhìn lên lá như là mới đẹp nè đó. Nó hoa nữa nè. Ok, đi tiếp. Quả có nhiều bông bí quá trời, bông bí rợ đó. Bông bí rợ làm được cái gì ta? Đây là mình đã thí nghiệm mình lấy cái đây mình đã thí nghiệm mình lấy cái bông cải xà lách của mình mùa trước đó, mình rải xuống đây thử coi sao, thì mình thấy nó mọc thiệt rồi nè đó, dễ thương ha. Nhầm mấy hôm nay trời mát và cái này là đu đủ mà sao lại mọc ở đây nữa. Rồi mình mới là lo để hạt giống cho rồi, tại vì trời mát âm u có mưa lâm râm nữa, trời ơi là thích hợp nhất. Đây là dọn đất rồi nè, cho nó sáng sủa mát mẻ để mấy cây này có thể phát triển được. Đây có một cây ớt nữa nằm ở trong một cái trọc nhỏ xíu à, nhưng mà cái rễ bự của nó là thâm đâm xuống đất rồi đó. Đây cái ớt nữa nè đó. Người bạn cười lắm, mấy bữa rồi chưa thấy lên, chừng nào lên nói cho hay là mình đã trồng quá trời đất, cái chậu cây con của nó cho rồi, của ảnh chứ, của chị chứ, hay anh chị bạn lâu đời, bạn già bạn cổ luôn. Ôi có nhiều trái quá năm nay. Trái cà của mình vậy mà bị con sâu nó cứ đâm như hoài ăn không được. Trồng thì trồng nhưng mà nó ăn sâu quá. Ok mà hả, rảnh rỗi xiên thì cứ dịp ra đây mà để cái đi tới đây rồi mới nhớ nè, mấy củ hành trời ơi trời, nó mọc kẹt ở trong đây làm sao mình nhổ được. Đây nè, giặt hú luôn rồi nè, cái bông qua bây giờ nhổ lên nè, làm sao nhổ đây nè, cái này mình sao nhổ mắt. Trời ơi một cái dữ mà có một chút xíu à, xíu à, nhỏ nó phải rồi, quên tại vì cái này là giống của hành tím. Wow dễ thương. Ok đúng rồi, giống này là giống hành tím mình cưng lắm á. Ôi được bé lớn luôn. Còn đâu nữa không? Nhớ trồng ở đây cũng... Đây có kìa, tuốt ở đó làm sao mà lấy. Mấy người làm vườn hình như có mắt sáng lắm á, ở đâu cũng nhìn thấy được hết. Sao vô được đây ta? Trời, trồng cho tùm lum hết rồi, bây giờ muốn hái không ra, không được. Nó kìa củ hành bị rụi ở đó luôn. Nhà nông để coi cái nhà nông. Ui, có một chút xíu nguy hiểm.
chết cha. Được, để mà lên coi, đừng 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 đứt ngang nha, đứt ngang là. Ôi trời ơi, củ này dở, củ này là quá dở luôn. Không có gì. Trồng dọc dọc đấy nè, bây giờ nó vỏ mọc quá. Oh yeah, nhìn tới đây là mới nhớ. Chúng tôi lại quên nữa. Cái này á, là mình nhớ không lầm á, là cái này là cà tím đó. Mình đã gieo hộp cái này á. Thôi vậy thì mình làm không phải lo ha, để không thôi nó lớn không nổi. Còn cái này thì chắc là cái cỏ dại thì cũng không biết. Nhưng mà cái này nè, chắc chắn nè. 1, 2, 3, 4 nè. Đây, bên đây. Cái này là chắc chắn là cà tím quá. Bởi vì mình để trên cao để cho mình nhớ nè. Hay là hả, nói thật lát cho người ta cười. Nhớ rõ ràng á. Tại vì có gieo hộp cà tím mà. Giờ không biết ở đâu. Tốt quá à. Mà không có ăn cà ri nữa mới lại. Cái keo tốt quá. À, bên này cái keo tốt quá. Từ từ người Tây sẽ tìm hiểu ăn những cái loại rau cải của mình, và bắt đầu mình cũng từ từ tìm hiểu ăn những loại rau cải của người Tây. Mua rau má, rau má đậu hôm trước nè. Mày vô, nhớ không? Hôm trước mình gieo nè. Trời ơi, con nó cắn ngang cái đầu một cái thì còn gì nữa không biết. Đó. Bây giờ á, sofa mình đã thấy nè, 1 nè, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 cây. 6 cây rồi. Rồi cái này, rau má này. Đó, mình bứng cho nè, từng sợi vậy nè. Mình vô, làm nước rau má uống. Nghe người ta nói là luộc cũng được đó. Mà mình chưa thử bao giờ hết. Rồi có người sao còn ăn sống nữa chứ. Ăn gỏi cuốn sống. Dạ, đã tốt quá. Để một chút xíu là có xin không? Xin ra làm một cái video về rau má. Nhớ rồi mà. Chết mồ 28 phút rồi sao giờ phải nghỉ rồi đó. Sơ qua cái chanh. Mấy bữa rồi đi tỉa nhánh. Làm như là người chuyên nghiệp lắm gì đó, tỉa nhồi hết trơn. Chỉ nhồi lá dưới nè. Được thì nhờ, không được thì chịu thôi. Tại vì thấy nó âm thầm quá cho nên mình tỉa thẳng tay luôn. Ok, coi như là dọn dẹp nhà cửa cho nó đi vậy. Quá trời nè. Yeah. Để nhiều năm hồi xưa không biết, cứ quý từng cái cành, từng cái lá. Nhưng mà không ngờ như vậy thì lại là cái sai. Trồng cây mình phải lo tỉa nó và cho nó một cái dáng đứng, cho nhiều trái nhất. Rồi mình không biết nên cái cho nó mọc túi xua, nó mọc dài thon cái đằng kia rồi đâu có được. Bây giờ thì biết rồi ha, bắt đầu tỉa nó lại gọn gàng theo ý mình ha. Xoài nữa. Nhưng mà hồi đó năm ngoái đó cũng gì vậy mà nhiều nghẹt như vậy mà không có ánh nắng, làm cái chanh của mình ít nước, không có nước nhiều. Năm nay mình phải tỉa như vậy nè, sáng sủa trống trải như vậy nè, để coi nó có cho mình nhiều nước không. Đó, xoài nhóc hết nè, đem vô làm
là làm xoài chua ngọt ăn cũng ngon lắm á. Thôi đi vào đây để bà có ớt chín không bẻ vô cái nữa là xong. Tại vì cái video dài quá trời. Đó. Có không? Không, không có. Bự gừng, thích gừng, nhìn cái gừng cũng thấy đẹp nữa. Ui, đây được cái trà đã quá. Coi như là mình trồng vừa có cherry tomato mà vừa có cái cà bự. Chà, nhìn thấy một con ốc sên nằm chút ở đó, phá hoại cái vườn của mình. Này, cái đu đủ trồng đã đời, mới biết là đủ đợt chát gì đâu. Giá dài không? Nghe tới cái tên là biết là có trái ít rồi. Đu đủ đợt. Làm sao bạn đu đủ cái được? Đây là cái chậu gừng mà mình yêu quý nhất, bởi vì nó rất là lâu để làm từ cái ủ ra rễ cho tới lúc mọc lên. Oh my god, nó rất là lâu. Mà thích làm vườn thì làm chơi vậy đó, chứ một đống này cái gì cho một ký đi, đi ra ngoài tiệm mua mắc nhất là 25 đồng, 30 đồng, 35 đồng, mà trồng thì thôi khỏi chê luôn, nó lâu ơi là lâu. Nó từng ngày mình ra mình thấy nó lớn lên, xong rồi khi mà cái lá nó già hết trơn trụi luôn thì bắt đầu mình thu hoạch. Mà kỳ này mình kinh nghiệm rồi, mình trồng trong đây là mình dễ thu hoạch lắm. Mỗi lần mình trồng ở trong cái thùng mình để trong túp ở trong kẹt trong kia, mình leo vô cũng chết, khiêng ra cũng nặng nữa. Bây giờ mình biết rồi, mình để trống chân ở đây, wow, tha hồ mà kéo lên ha. Đó, bây giờ nó cũng cần phải bỏ phân nữa rồi nè, bởi vì nguyên một thùng mà trồng nhiều cây quá, cũng có thể là mình chiết bớt đó. Nói lý thuyết nghe rất là rành hả, nhưng mà chưa làm. Rồi thăm lại vài cây đu đủ đi, thăm lại vài cây đu đủ đó, tươi tốt rồi nè.